Xin chào tất cả mọi người, và chào mừng em đã tiếp tục quay trở lại với tựa game Cá Lớn Nuốt Cá Bé. Lại là tôi đã với đây. Có lẽ thì đây sẽ là tập cuối của cái tựa game này rồi. Và tôi sẽ hóa thân thành một cái con sinh vật cực kỳ nổi tiếng mà chắc hẳn ai cũng biết. Đó chính là quái vật hồ Loch Ness nha mọi người. Ok ạ. Thôi mà, lúc nào cũng vậy. Nào bỏ ra, cái gì đây? Đây là con gì thế nhở? Nào, có bỏ ngay cái răng ra không? Thôi thôi anh ra ơi, em chỉ vừa mới vào game thôi mà. Em có làm gì đâu. À, vẫn dám đuổi cơ à? Ờ, nào dọn lại đây. Dọn lại đây. Đừng tưởng tao bỏ chạy là tao sợ nha cu. Tấn công nó đi anh bạn quái vật hồ Loch Ness bên kia ơi. Đây đây anh bạn ơi, giúp tôi cái nào. Đúng rồi, úp sọt nó đi. Cho nó biết thế nào là cái giống loài mạnh mẽ của chúng ta. Nào nếu nó quen à? Đúng rồi. Hai đánh một không chột cũng què nha cu. Sao sợ chưa? Còn không bỏ chạy đi chứ còn cái gì. Ờ nhưng mà thôi sao rồi. Tại sao người bạn hồ Loch Ness của tôi lại nằm đơ ra thế kia? Này anh bạn ơi, có ổn không đây? Tôi xong rồi, người bạn tôi bị cắn rồi. Ôi. What? Gì vậy trời? Hình như là cái con thú vừa rồi nó vừa ăn thịt cả tôi lẫn người bạn của tôi anh em ạ. Gì mà ảo với ta? Không biết nó là cái giống loài gì mà mạnh như vậy nhỉ? Thôi kệ đi, quay trở lại cái chủ đề chính ban đầu nào. Nói chung là như tôi đã nói thì đây sẽ là tập cuối của cái tựa game Cá Lớn Nuốt Cá Bé này. Bởi vì thời gian qua tôi đã làm rất nhiều video về cái tựa game này, và tôi cũng đã trở thành rất nhiều các con quái vật biển mạnh mẽ rồi. Bây giờ chỉ còn quái vật hồ Loch Ness là một con thủy quái thú vị để tôi làm thôi, chứ thực sự là chả còn con gì nữa cả. Thế nên đó là lý do mà đây sẽ là tập cuối của cái tựa game này. Tất nhiên để nói về quái vật hồ Loch Ness thì nó vẫn là một con thủy quái bí ẩn và nổi tiếng trên thế giới. Được mệnh danh là một con khủng long nước sống ở thời tiền sử, nhưng vào năm 1802 cho tới năm 1934 thì đã có rất nhiều người dân địa phương nhìn thấy nó. Họ kể lại rằng họ đã trông thấy một con quái vật rất to, dài tầm 45 mét trồi lên mặt nước ở hồ Loch Ness. Và trong gần 40 năm trở lại đây thì đã có tổng cộng hơn 3.000 người nhìn thấy con quái vật này ở hồ Loch Ness. Và điều đặc biệt đó chính là sự mô tả về con quái vật của mỗi người chứng kiến đều giống nhau. Rất là bí ẩn và khó hiểu phải không? Vậy thì anh em nhìn đi, con quái vật đó nó lại chính là tôi của ngày hôm nay đây. Một hàm răng vô cùng sắc nhọn, một kích cỡ cực kỳ to lớn. Đây là một trong những con sinh vật có độ tăng trưởng rất là nhanh. Thế nên đó là lý do mà tôi to như thế này ngay từ đầu rồi. Mặc dù không biết là tôi có mạnh mẽ hơn Megalodon hay là những con sinh vật biển khác không, nhưng mà một con thủy quái thú vị như thế này thì rất đáng để làm đúng không? Ui dồi ôi, mà cái gì đây? Tại sao thằng bạn của tôi nó lại cắm đầu xuống đất là như nào này? Ê, ê, ê thằng kia, đang săn cái gì dưới đó thế cu? Bỏ cua bắt đâu à? Nào bỏ cái đầu ra xem nào. Tại sao lại mất mặt như vậy nhỉ? Đúng rồi, đi săn cá xung quanh cho mọi người xem đi. Đúng rồi, phải thế chứ, xiên nó luôn. Đó, anh nhìn thấy chưa? Nói chung là loài sinh vật bọn tôi nó mạnh mẽ lắm, không phải là như anh em vừa nhìn thấy đâu. Đây đây, có thêm con nữa này, chiến nó luôn, cho nó thấy chúng ta là ai. Đó, đó, ấy ra. Nhanh quá nhở. Nói chung là bọn tôi sống ở trên thế giới này vào thời tiền sử mà, thế nên khả năng của bọn tôi thì anh em tự hiểu rồi đấy. Mặc dù đây không phải là hồ Loch Ness, đây là ngoài biển, là đại dương, nhưng mà tôi cũng chả thua kém gì những con sinh vật khác đâu. Rồi. Ôi tôi chết rồi. Cái gì nhỉ? Tại sao tự nhiên mất máu này? Ôi, sao hiểu kiểu gì máu tôi tự tụt anh em ơi. Đói à? Đây đây xin vài miếng thịt nào. Máu vẫn tụt. Xin mấy miếng thịt cái nào anh bạn ơi. Máu tôi tụt như không phanh rồi đây này. Tôi xong rồi. Tôi đang ở cấp 2 luôn rồi mà. Sao lại tụt máu nhỉ? No 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 no, anh bạn cuối, cho xin miếng nào. Tôi sắp ngất đi rồi đây này, không hiểu chuyện gì nữa anh em ơi. Ủa? 2 hours later. Này, lại nữa này. Máu nó cứ tụt đây, sao vậy? Hay là tôi bơi cao quá ta? Hay là hết thể lực? Ok. Từ từ, tôi nghĩ là phải có một nguyên nhân nào đó mà máu tôi nó mới tụt như thế này. À, thì ra là vậy anh em ơi. Tôi phải ngoi lên bờ để thở. Ồ, thì ra là cái loài quái vật hồ Loch Ness này là không thở được ở dưới nước à? Giờ mới biết đấy. Vậy là cứ mỗi lúc chúng ta đi săn một tí thì chúng ta sẽ phải ngoi lên bờ để chúng ta hít thở oxy anh em hiểu không? À đây đây, nó sẽ có biểu tượng hình cái phổi ở phía góc dưới bên tay phải. Khi nào cái phổi đấy kiểu màu đỏ ấy là tôi sẽ phải ngoi lên bờ để hít thở oxy. Rồi rồi. Thế mà từ nãy giờ... Ok ạ,
Lại cái con này à? Tôi tập trung nào, cố gắng đi săn lên cấp cái anh em ơi. Từ nãy giờ hơi vớ vẩn rồi. Ăn con này trước đi. Nói chung thì tuy tôi đang là một con sinh vật khá to lớn và mạnh mẽ, nhưng mà cũng không thể đọ lại mấy cái con xung quanh đây đâu. Bởi vì đây là tựa game cá lớn nuốt cá bé mà. Thằng nào to hơn, mạnh hơn thì nó làm bố, anh em hiểu không? Thế nên tôi phải ăn nhiều và lên cấp thì mới có thể đọ lại mấy cái thằng đấy được. Úi giời ơi, con này con gì đây? Tại sao nhai xong rồi ngậm mãi không được thế này? Con này con gì mà da của nó dày thế nhỉ? Ôi giời, thôi xong rồi. Nào nào nào, trời đất ơi. Lại nữa à? Thôi đi săn tạm mấy con cua bé tí này đi. Khổ quá mà, cứ bơi vài vòng lại gặp mấy cái con thủy quái to đùng chứ. À, hay là tôi đi theo người bạn quái vật hồ Loch Ness của tôi. Cậu ấy ở đằng trước kia kìa. Đấy, bọn tôi sẽ cùng đi săn xong rồi. Ôi thôi 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 thôi, tôi nghĩ là đổi ý rồi, chúng ta nên tự sinh tồn một mình thì tốt hơn. Nào xin miếng nào. Đấy rồi, anh bạn này có vẻ yếu đuối này. Cảm ơn nhá. Xin tí tiết. Đây, anh bạn này theo như tôi được biết thì cũng khá là ok và béo múp này. Với cả cắn nó cũng không đau. Mỗi tội là hơi trâu tí thôi. Nếu mà tôi bỏ thời gian và cắn nó tầm 5 phút gì đấy thì chắc chắn là nó sẽ bị tiêu đời mà thôi. Ơ nhưng mà từ từ đã, hình như tôi lại đang bị khó thở rồi anh em ơi. Từ từ, bơi lên để hít thở cái. Khổ thật đấy. Tí gì quên mất cái vụ đấy anh em ơi. Mọi khi làm mấy con cá khác tôi có phải làm cái trò hít thở không khí đấy đâu. Dù sao thì bây giờ cũng dễ chơi hơn rồi. Bây giờ tôi đã lên được cấp độ 2. Và tôi nghĩ là tôi sẽ tìm một con cá ăn thịt để solo thử xem sao. Đây đây, đây rồi. Chạy đâu có sâu. À, nào nào nào, không tranh ăn nhá. Này thằng kia, đã bảo không lùi vào đây tranh ăn cơ mà. Này thằng màu đâu kìa, bố láo không? Chạy đi chứ còn gì. Từ từ, tôi nghĩ là tôi phải cho nó một bài học mới được. Làm sao, lần sau có dám tranh ăn với những con cá to hơn không? Vớ vẩn. Lần sau chưa nha cu. Ui rồi ôi, một đống thịt luôn ạ. À, xin. Kiểu này chắc phải lên cấp 4. Nhưng mà hình như phổi của tôi lại có vẻ hết oxy rồi anh em ơi. Lên hít thở không khí cái nào. Khổ thật mà. Đó, xong rồi xuống đi săn tiếp. Chứ quái vật hồ Loch Ness mà bị ngạt thở dưới nước thì mất mặt lắm. Chúng ta phải cố gắng lên cấp cao một chút để còn đi săn mấy cái con sinh vật nó mạnh mẽ hơn nữa, anh em hiểu không? Từ từ để tôi bơi ra vùng biển thủy quái cái. Ấy da, cấp 8 rồi anh em ơi. Và hiện tại như mọi người có thể thấy thì cái kích cỡ của tôi nó đã to hơn những con cá xung quanh rất là nhiều. Cá mập bây giờ cũng chỉ bằng cái móng tay của tôi thôi, anh em hiểu không? Và ở tập trước thì tôi thấy có mấy bạn bảo tôi là săn thử con lươn khổng lồ xung quanh đây. Bởi vì ở tập trước tôi làm cái con cá bé quá, không dám săn con lươn đấy anh em ạ. Ok, hôm nay làm con hồ Loch Ness này thì chiến thử xem sao. Đây đây, nó đây này. Làm sao lươn. Ui, tính ra là cái con này ở tập trước nhìn khổng lồ lắm cơ mà. Sao bây giờ trông nó bé tí thế nhỉ? Hoặc là chắc bây giờ tôi to hơn nó nhiều quá anh em ạ. Rồi luôn. Cắn vài phát đi rồi. Úi dồi ôi, một đống thịt. Ngon ngon ngon. Xong nhá. Lươn khổng lồ à. Lên thẳng cấp 15. Tất nhiên là ở vùng biển này còn có cả bạch tuộc khổng lồ. Đây, bạch tuộc Kraken anh em ơi. Chiến luôn con này đây. Con này thì cũng khá là hiền và không kháng cự gì cả. Rồi luôn, cắn vài phát ngất luôn chứ. Hình như càng lớn tôi càng khỏe hay sao ấy. Từ từ nha, để tôi thử tìm xung quanh xem còn thứ. Ui dồi ôi, con này là mực khổng lồ anh em ơi. Ok, chiến thử luôn. Mà dù kích cỡ của nó to hơn tôi rất nhiều, nhưng mà có lẽ là chúng ta sẽ chơi được nó đấy. Hay ra, hay ra. Đẩy ai. Ui dồi ôi, nó mạnh quá. Ui dồi ôi, nó quật tôi này. Nào nào, thôi anh ơi, bình tĩnh. Ôi, ui dồi ôi, cái gì thế này. Nó quật tôi văng cả lên bờ rồi anh em ạ. Ôi ôi. Vai trưởng, lỗi game mà. Ấy ra, Megalodon này. Solo thử không hả, siêu cá mập. Ấy ra. Ôi, thôi, cắn đau quá, không được. No, anh ơi. Từ từ nhá. Theo như tôi được biết thì nó cắn tôi phải 4-5 phát thì tôi mới hết máu.
Còn không biết là tôi cắn nó thì sẽ sao ta? Ô, tôi cắn được nó bỏ chạy à? Ô không 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 không, từ từ nha, ăn tí thịt, ăn tí thịt. Không được rồi, con này khó quá. Con này không biết là nó có bao máu nữa cơ. Thôi chạy đi. Chúng ta đành ăn tạm mấy cái thứ này để lớn lên nữa, sau đó chiến bọn nó sau vậy. Nói chung là tựa game này nó cũng chỉ ăn ăn như vậy thôi. Ăn càng nhiều thì chúng ta sẽ càng to lên. Loanh quanh luẩn quẩn mấy cái khúc này thì anh em cũng xem khá là nhiều rồi. Thế nên là bây giờ mọi người đợi một chút, tôi sẽ chạy hát đây. 2 hours later. Đó, được chưa? Hiện tại là tôi đang level 124 rồi nha mọi người, sau khi đi ăn những cái con cá bé vớ vẩn xung quanh đây. Đó, và kích thước của tôi cuối cùng đây này. Úi dồi ôi, to chả khác gì một con T-Rex cả. Có thể nói thì tôi đã trở thành một con quái vật đáy biển, một trong những con quái vật to nhất ở phía dưới đại dương. Đây. Và bây giờ tôi chả phải ngại thứ gì. Nói chung là loanh quanh cứ ăn uống như vậy thôi là to lên ý mà. Và chính vì đây là tập cuối của cái tựa game này, thì đây là chúng ta sẽ chơi một vài thứ nó vui vui một chút nha. Tôi vừa mới mua được một cái bản mod ở trên mạng, và nó cho chúng ta hóa thân thành những cái con quái vật biển mà rất là dị dạng, kiểu dạng như rồng các thứ này. Đó, anh em thấy chưa? Và bây giờ chúng ta sẽ chơi thử tất cả những con quái vật này xem như thế nào, cho nó đổi gió một tí. Đầu tiên là gì đây? Ôi ôi ôi, what the hell, cái gì đây? Tôi đã vừa biến thành một con rồng anh em ơi. Trời đất, đúng là hack game. Ôi ôi, vãi cả trường thật. Sao bay ở trên này đây? Ui, thì ra cái map của game này nó chỉ bé này thôi à. Ok, và tiếp theo tôi đang hóa thân thành một cái chiếc gì đây? Máy bay phản lực, rất tuyệt vời. Úi dồi ôi, đây không còn là game cá lớn nuốt cá bé nữa rồi. Ui, con này được này. Con này trông có vẻ chiến này. Ui, tại sao mình không làm video về con này ta? Con này là cái thể loại gì đây? Nó cũng kiểu dạng như là một con khủng long anh em ạ. Khá là dị và khá là to. Và trong bản mod này chúng ta có bạch tuộc khổng lồ Kraken này. Con này thì nếu mà lên level to to một chút sẽ rất là hay đấy. Đó, và cách tấn công chúng ta có thể quặp được những con cá khác hay gì này. Còn đây là gì? Cá rồng à? Đuôi dị thực sự anh em ơi, bơi cũng khá là nhanh. Để xem sức tấn công nào nào. Cắn thử con này phải. Ui, khá mượt anh em ơi. Tuy đây là mod thôi nhưng mà khá là mượt đấy. Được quá. Còn con này thì chúng ta đã từng làm rồi. Con này là một con cá kiểu mạnh nhất ở phía dưới đại dương mà từ trước tới giờ chúng ta từng làm. Đấy, con này thì nói chung là mồm rất là to, sức tấn công cũng rất là kinh. Nó có tên gọi là The Bloop anh em ạ. Nhưng mà con này bị một cái đặc điểm là nó ăn thứ gì đó nó to quá, nó chắn hết màn hình của người chơi anh em ơi. Tuy là nhìn như thế thôi, chơi rất là khó chịu. Nhưng mà ngầu ha. Đó. Thậm chí là trong bản mod này chúng ta còn có một cái chế độ chơi, đó chính là ăn những con nào chúng ta trở thành con đấy anh em ạ. Đó, ảo vãi trường. Đây đây, anh em nhìn những con cá xung quanh này, nó ăn con gì nó cũng trở thành con đấy luôn. Đó, bây giờ tôi phải tìm một con gì đấy mạnh mẽ để tôi ăn, sau đó tôi biến hình thành nó cho anh em xem. Từ từ nha, có con gì mạnh mẽ ở đây nào? Con này thử sao? Trời ơi, ăn thử cá nóc xem nào. Con này yếu quá, không ăn được cá nóc anh em ơi. Chắc không ăn được rồi. Thôi, nói chung thì đó là tất cả về cái tựa game này. Nếu anh em nào thích đừng quên để lại một like và đăng ký kênh nha. Đây sẽ là tập cuối của cái tựa game cá lớn nuốt cá bé này rồi.